mái ấm gia đình. Chia sẻ cẩn thận, đề phòng lời khen. Tụi này có nói mấy giờ về không? Sao nó lại không trả lời chứ? Lúc nãy con lên Facebook thấy nó đăng một tấm hình đi mua sắm của nó với Hào ở Vịnh Đồng La. Con nghĩ nó sẽ không về sớm. Chị Dâu, còn phải theo dõi trực tiếp tình trạng hẹn hò của nó hả? Bây giờ em thấy cũng phát ngán rồi. Cái gì chứ, mới hẹn hò thì đương nhiên phải ngọt ngào rồi. Con không ganh tị hả? Sao phải ganh tị? Nhìn thấy con cái ngọt ngào như mật ong, vui vẻ hạnh phúc không tốt hả? Không lẽ muốn nó u sầu như khổ qua héo? Em còn không ăn được cơm cũng sẽ biến thành trái khổ qua khô luôn đó. Đúng vậy. Được rồi, mời cả nhà ăn cơm. Để em chiều phần của tụi đi. Nè, không cần phải chừa nữa. Hả? Tại sao? Nó ăn no rồi. Đâu? Được coi. Mùi vị đơn giản, hạnh phúc thật sự. Đâu, đứa chị coi. Còn nói là cái ăn ngon nhất mà nó từng ăn nữa kìa. Chén gì cá nhỏ vậy mà ngon gì? Có bằng bà thứ ăn trong nhà hàng hay không đi? Anh ghen tị. Anh ghen tị hồi nào chứ thiệt tình. Có gì tới rồi. Vậy rồi hả? Nhiều đồ quá, chú coi thử coi. Hào xin chào. Cậu trốn trong đó làm gì? Để chú lấy ra giùm con ha. Nè, không thấy đói bụng hay sao? Quan cơm đi mau lên. Thiệt là. Tử Ni, vui lắm hả con? Dạ phải. Con nghe xong càng vui hơn đó. Ông nội có làm món gà nướng mật ong mà con thích ăn nhất kìa. Đừng có lo coi điện thoại nữa, rửa tay ăn cơm. Hồi nãy con đi chơi với anh Hào đã ăn lòng heo quá nhiều nên bây giờ thấy ngán. Lại ăn mấy cái thứ không có dinh dưỡng đó. Hay là vậy, nấu tô bún gạo, bỏ vài cọng cải vô cho con ăn thanh đạm một chút. Tùy ý đi. Yes. Sao lâu vậy em? Cơm nguội hết rồi kìa. Được rồi, cả nhà cứ ăn trước đi. Chà, có thiệt không đi? Cải xanh ngâm đá, lòng trắng trứng xào hả? Ăn bún không cũng ngán mà. Hơn nữa, nó ăn mấy cái thứ không có dinh dưỡng ở bên ngoài, về tới nhà, đương nhiên phải bổ sung lại dinh dưỡng cho nó chứ. Tô bún gạo này của em đúng là tràn đầy tình thương quá mà. Tiến đi à, ăn được rồi. Nè, mau quan đi. Chị Dâu à, sao Tử Ni được đối đãi đặc biệt vậy? Phải ha, cải xanh ngâm đá, ngay cả trứng cũng được lấy luôn trồng đỏ ra. Hả? Còn bất công quá. Tử Ni à, đừng có lo chơi điện thoại nữa, ăn cho nóng đi. Dạ, cứ ăn đi con. Nè Tử Ni, tối mai con có về ăn cơm hay không? Dạ không. Lại hẹn hò với cậu Hào à? Ừ, coi phim thôi. Vậy hả, coi phim gì? Dạ không biết, con chưa mua vé. Đi coi phim thường là ai mua vé? Thì ảnh đó. Nè, hẹn hò thì hẹn hò, bắt người ta trả tiền hoài đó. Được rồi má, mấy chuyện này con biết làm sao mà. Nhưng mà không phải đâu. Nè con dâu à, Tử Ni nó đã lớn rồi, nó biết suy nghĩ kìa mà. Cháu dâu à, nếu con cứ lại nhảy nữa thì tô bún gạo này sẽ trở thành hai tô đó. Đúng đó, ăn đi. Thật ra con đủ no rồi. Đủ no? Ừ. Được, no thì đừng ăn nữa. Vậy con về phòng trước, cả nhà ăn cơm vui vẻ. Cứ ăn ba cái đồ tầm bậy tới no luôn. Nó không phải ăn no vì ăn bậy bạ ở bên ngoài, mà vì ăn quá nhiều nước miếng của con mà no. Phải, đó phải. Chúng tôi cũng vì quan tâm tới nó thôi mà. Thì phải quan tâm, ok. Cốp à, thật ra thằng Hào làm việc cũng nghiêm túc lắm chứ. Pha cà phê lại giỏi nữa. Nó làm việc chỗ anh Dược được bao lâu rồi? Lâu hơn con một chút. Tức là nhân viên cũ rồi. Vậy anh Dược có thăng chức cho nó không vậy? Xin hỏi câu này của con có nằm ở trong phạm vi quan tâm của con không vậy? Thằng Hào đâu phải là con trai của con. Con chỉ hỏi cho biết thôi. Cái này có liên quan tới riêng tư cá nhân, cô không có trả lời tụi con. Hơn nữa quan trọng nhất là cô không biết gì về mấy chuyện này. Nhưng mà thật ra chúng ta không nên can thiệp vào chuyện gia đình của mấy đứa tụi nó. Phải cho tụi nó có không gian riêng. Là nó không cho con không gian thôi. Con nói cái gì vậy? Facebook của con bị con nhóc đó tấn công nè. Ba coi đi, cái gì mà lòng heo trà sữa trân châu, di cá chén nhỏ, cà rem mềm. Bây giờ tới đồ mới nè, thử luôn cái nữa nè, nó xâm phạm nghiêm trọng không gian riêng tư của con. Chẳng qua nó chỉ thích câu like thôi, dễ dàng một chút đi. Mục đích của nó là câu một người, tại sao lại ép con phải coi chứ? Câu like của ai vậy? Thì bạn của nó chứ ai.
đó tới nữa, một phút là tới mười mấy tin nhắn. Sao nó không nghĩ tới cảm giác của mấy người đơn thân? Đơn thân rất tội nghiệp. Cảm ơn Thi Dân. Không có chi. Của mình phải chờ chút nữa. Tracy. Chào. Chào anh. Má Tử Ni. Tới đây. Chào Tử Ni. Chào Tử Ni. Chào. Qua đèn sáng đi. Ngoan. À, con không ăn. Con uống ly cà phê là no. Mọi người ăn vui vẻ nha. Uống ly cà phê mà no hả? Có bạn trai chỉ cần uống nước là no sao? Dạ nè, Tử Ni với cậu Hào có gì hả? Mấy anh đó quá nhiều chuyện. Còn anh thì quá rõ ràng. Sao anh biết là Tracy muốn công khai chuyện này chứ? Trên trái đất này không có ai là không biết đâu. Ok, trên Facebook lan truyền tùm lum rồi, sao lại không biết được chứ? Từng nhà mà cậu cũng phá được. Anh Hào. Tracy, cà phê hạt dẻ của em nè. Chà, thiệt là đẹp quá à. Cảm ơn nha. Vậy cứ thông thả mà uống, anh đi làm việc đi. Ráng lên nha. Ráng lên. Nấu cháo điện thoại hết cả đêm bộ không biết chán sao? Lại bắt đầu nữa. Lại bắt đầu cái gì? Tình sử Mã Tử Ni online trực tiếp trên mạng. Có trái tim đã không được rồi mà còn chơi thêm một chữ T vào nữa. Trời ơi, thiệt là ngọt ngào quá. Muốn khoe cho người khác tức chơi thì có. Chú Út thân yêu, cháu gái không thèm ngồi với anh nên anh ganh tị. Anh mới không có ngu như anh Cường, anh nhìn rất thoáng. Con nít là vậy đó, cái này gọi là sự thú vị của tình yêu. Được khoe đỡ hơn muốn khoe mà cũng không được nè. Cử chỉ của nó có gì không bình thường đó. Theo nghiên cứu của trường đại học Columbia cho biết, khi con người rơi vào bẫy tình yêu thì giỏi não và các bộ phận liên quan tới đại não, khả năng phán đoán sẽ ngừng hoạt động. Cho nên Tử Ni có hành vi không bình thường cũng là chuyện bình thường thôi. À Hữu à, nói như vậy có gọi là bình thường hay không vậy? Anh lại làm gì? Tấn công lại nó. Tracy. Chào. Cô và anh Hào ngọt ngào quá ha. Đã nói là cô thích ảnh mà, còn giả bộ không nhận. Ừ, thật ra tôi chỉ là... Tôi không có gì đâu. Hai người hồn nhiên vô tư cũng hợp mà. Thiệt hả? Nè, người mà thường để lại lời nhắn ở trên Facebook của cô Dana Lưu đó là ai vậy? Dana Lưu là má của tôi đó. Bộ má của tôi để lại lời nhắn ở trên Facebook của tôi hả? Trước đây tôi có mở cho má một tài khoản nhưng mà má ít chơi lắm. Thì ra người này là bác gái sao? Sao bình luận của bác cũng mắc cười quá ha. Trong tim có Ni, ly cà phê Ni viết tình sử ngọt ngào tôi phát chán. Bác gái này chơi chữ đó nha. Một đôi tình nhân nhăn nhó. Bác gái đúng là đáng yêu thiệt đó. Nè 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 nè, cho anh Mã. Cho anh Mã cũng đăng hình lên nè, coi thử đi. Bác gái đúng là đáng yêu thiệt đó. Một đôi tình nhân nhỏ làm cho mọi người xung quanh phải ganh tị. Cả chú Út cũng chịu không nổi. Bác gái đúng là đáng yêu thiệt. Nè nè còn nữa nha. Bác gái còn nói cô nổi cục mụn lớn cho nên phải nấu một nồi chè đậu xanh cho cô ăn kia kìa. Bộ cô nói mụn hả? Cô phải bổ quá nhiều chứ cô nổi không? Tôi thì thấy là do lòng heo tối qua mới đúng. Phải vậy không? Không phải đâu. Má cũng thiệt tình à. Chỉ có mấy cô gái trẻ tuổi chưa hiểu chuyện đời như cô mới ẹp mẹ của mình vào Facebook thôi. Người một nhà khó có thể từ chối được yêu cầu kết bạn mà. Nếu là tôi còn lâu tôi mới chấp nhận bị theo dõi suốt 24/24 đó. Đúng đó, mỗi khi tôi đăng hình bạn mình lên thì bà con hàng xóm gọi tới hỏi này hỏi nọ, phiền chết được. Cũng đâu có phải, tôi cũng thường hay đăng hình của mình với bạn trai lên để má của tôi đi tới đâu cũng có thể thấy. Thế thì không sao đâu, vấn đề là cái gì cũng là hết đó. Là bình luận những câu không có ăn khớp với nhau. Đến nỗi tôi khóa nick má tôi lại rồi. Trời ơi, anh làm việc có phải đã quá minh bạch rồi không? Cho dù không khóa nick thì cũng có thể ngăn họ để lại lời nhắn. Hay, làm nhiều việc như vậy làm gì? Không đăng có phải hay hơn không? Nói cũng đúng. Tử Nhân à, bộ hôm nay Facebook bị hư hả? Dạ đâu có, sao vậy? Sao má coi không được hình của Tử Ni? Con coi nè, muốn bình luận cũng không được nữa. Sao kỳ vậy ta? Phải hơi, qua tường nhà chú cũng mất tiêu luôn nè. Thì đó. Đâu có, nó tấn công tường nhà chú liên miên kìa. Vậy hả? Đâu? Nè. Không lẽ cái của chị bị hư rồi? Làm sao bây giờ? Hay là em qua nick của anh để lời lời nhắn đi. Không cần thử đâu. Tử Ni nó giấu hết mấy tấm hình và hạn chế không cho má bình luận nữa đó. Hả? Con gái của con thấy con phiền nên khóa nick của con rồi. Nè nè, nói bớt vài câu đi. Nói đúng hơn thì không phải là khóa, nó chỉ hạn chế cho má bình luận thôi.
Thật ra nói như vậy tốt lắm rồi, nếu là cô lóc còn lại khỏi phiền phức. Không biết có lộn không nữa, tự nhiên lại khóa nick của mình. À chị dâu, mấy cái bình luận của chị đúng là hơi thái quá một chút. Cái gì mà trong tim có Ni, nếu như em là Tử Ni cũng thấy mất mặt. Dạ phải, để toàn thế giới thấy được, đúng là không biết giấu mặt mũi đi đâu. Má chỉ thấy vui cho nó thôi. Vui cho nó cũng đâu cần phải lên mạng viết như vậy. Còn con nói với nó nhưng nó không thèm đếm xỉa tới thôi. Nói chuyện thì không nói với mình, bây giờ cả bình luận cũng không cho. Được, sau này tôi không coi không nói nữa. Hay là gì, em thử vào tài khoản của anh đi. Ờ, xài cái của em đi. Không thèm. Cô về tới rồi. Cô chờ đó. Dạ con biết. Đủ người rồi chứ? À. Ăn cơm. Không được, được, ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Chuyện gì? Không, không. Làm gì vậy? Không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì, ăn cơm đi hả? À, trời, thịt chua ngọt này. Không muốn ăn thì đừng có ăn. Dù sao má cũng quen bị người ta ruồng bỏ rồi. Đâu có đâu, anh thấy đồ ăn ngon lắm mà. Thì đó, hơi mặn mặn coi như là cải muối thôi. Cái thằng này. Dầu hào chiên trứng cũng rất đặc biệt. Lần đầu tiên nấu kiểu này tốt lắm đó má. Đau quá hả? Người đau nhất ở nhà đang rửa chén kế bên kìa. Bữa cơm hồi nãy trứng chưng thì có vỏ trứng, cải thì mặn tới rụng hết tóc. Thịt chân hồi nãy thì tanh rình. Con có biết bữa cơm hồi nãy rất khủng khiếp không hả? Cũng tại con, làm hồn vía má con mất hết, làm cả nhà phải chịu trận. Chú còn nói con còn chưa có nói chú đó, dám chụp lén con. Chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta giải quyết chuyện của con trước đi. Làm ơn đi, trước khi má của con mất hết lý trí cho cả nhà ăn bả chuột, thì con hãy coi lại con đi Mã Tử Ni. Má con đó, bình luận mấy câu quê mùa. Hôm nay con bị đồng nghiệp cười thúi mặt luôn á. Tình thế bắt buộc mới làm vậy thôi. Cái chuyện đó đúng là hơi quá đáng một chút. Nhưng mà dù sao đi nữa, con cũng phải nghĩ tới cảm nhận của má con. Nội à, con chỉ lo cho cảm nhận của má nên mới không khóa hết toàn bộ, chỉ hạn chế không cho má bình luận thôi. Nè, đối với má con mà nói, đó là hai việc rất là giống nhau. Hay là vậy, khóa chú luôn, để má con cảm thấy không phải chỉ mình má con bị tẩy chay. Sẵn tiện khóa anh luôn đi. Lóc luôn bà cô luôn đi hả? Vậy thì không được, lóc rồi làm sao coi được thông tin của mọi người. Bây giờ con chỉ không muốn bị má phiền thôi, tại sao phải làm thế vậy chứ? Tử Ni à, có thể má con có một chút không đúng, nhưng mà cũng vì thương con nên mới phiền con như vậy thôi. Con còn nhớ tô bún gạo lần trước không? Má con đã dùng hết tâm ý để mà nấu cho con ăn. Vậy mà con ăn có hai miếng rồi bỏ, má con cũng tổn thương chứ. Con cũng biết là má thương con, nhưng mà nhiều lúc con cũng muốn má đứng ở góc độ của con mà suy nghĩ. Mọi người, má tráng này có cách. Trên má lại xuất chiêu. Chiêu này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Dana, người thợ may đã may xong cái đầm phụ dâu của Tracy, cô coi thử. Tốt quá. Ý nè nè nè, sao chỗ này may méo xẹo vậy hả? Còn nữa nè, chỗ này cũng mất hết mấy cái hạt cườm. Kêu thợ may may lại đi. Dạ biết. Dana, chị đúng là tỉ mỉ quá. Đương nhiên rồi, cái áo này là con gái cổ mặc chứ bộ, tất nhiên phải đặc biệt để tâm rồi. Ồ, sao cô lại nói như vậy? Đối với mọi khách hàng tôi đều tỉ mỉ như vậy hết mà. Phải. Đúng rồi, cô có thấy catalog tổ chức hôn lễ của mấy địa điểm không? Hình như sáng nay tôi thấy nó để trên bàn. Có phải bị tạp chí che lại không? Vậy hả? Để tôi qua bển coi thử. Chuyện gì? Alo má, chiều nay má có rảnh không? Chiều nay má có hẹn với khách hàng rồi. Sao vậy? Lại để quên đồ muốn má đem cho con hả? Để má coi lại. Dạ không phải, con đặc biệt mời má đi chơi đó. Con không phải đi làm sao? Nếu con bắt con phải lấy ngày nghỉ, con lại làm việc hết rồi. Tính là bữa nay nghỉ đi chơi với má đó. Đi mua sắm với má là việc vui nhất ở trên đời mà. Thiệt hả? Dĩ nhiên rồi. Hay là uống trà chiều ở khách sạn Thâm Quyến luôn nha. Con cũng biết ở chỗ đó bán mặt cô Hương mùi hoa hồng mà má thích ăn nhất đó. Đương nhiên là tốt, má muốn thử lâu lắm rồi. Nhưng mà hồi nãy má nói chuyện này má phải gặp khách hàng mà. Vậy cho má chút thời gian, chắc là ok.
đúng. Cái này dễ thương không? Má. Ôi. Má à, thử đi. Dễ thương mà, má chưa có thử qua con ếch. Được lắm đó, thiệt là đẹp lắm nha. Dễ thương quá à. Má qua đây, đừng có sợ nha. Chụp tấm hình nha, chụp tấm hình. Ngon quá à. Cái của má ngon quá, cái của con có được cũng không? Được. Vậy hả? Má có mua thử không? Được. Có ngon không? Ngon lắm à. Ê, đừng có chùi. Đáng yêu như vậy phải chụp tấm hình mới được đó. Không, không được, lau trước. Chụp đi một tấm thôi mà. Cười đi. Một, hai, ba. Má coi nè, đáng yêu ghê chưa. Quá wow, thiệt là thoát ra không được rồi. Thiệt là tiếc quá đi. Thì đó. Má khoan đi, chúng ta chụp tấm hình làm kỷ niệm trước đã. Thua mà cũng chụp hình. Lần đầu tiên chơi đáng để kỷ niệm lắm mà. Chụp đi, làm ơn. Ok. Cảm ơn. Một, hai. À đợi chút. À, hay là chúng ta tạo dáng hoang dã một chút ha. Hoang dã một chút. Quyết định giả làm bò đi. Nhưng mà phải làm mắt lé nha. Nè con làm cho má coi trước. Nhìn con nha. Ok. Được được được. Một, hai, ba. Ok, đẹp lắm. Lâu rồi không có được vui như hôm nay. Mình về. Đi về. Đi. Sao vừa xuống dưới này em lại bịt khẩu trang lên vậy? Trong công ty có nhiều người bị cảm quá, mất công lây qua lây lại. Anh vào phòng vệ sinh chút đã. Tối nay gặp anh. Bye. Chào. Chiều về rồi hả? Ngủ một giấc thấy thoải mái hơn nhiều. Cô sao vậy? Về việc của cô Tiền chuẩn bị tới đâu rồi? Không cần hỏi. Bây giờ tôi đang trả lời cái mail dài 80 trang đây nè. Hả? Cái gì? Người ta nói chúng ta không đủ chuyên nghiệp. Phái một người cái gì cũng không biết tới nói chuyện với họ. Bình thường á, cô chỉ dạy cho Miu sao vậy? Sao như vậy được? Mấy cái thứ mà trước đây cổ cần chúng ta xác nhận hết rồi mà. Cô coi nè, ở đây có hết rồi. Bộ cô không biết là khách hàng này của cô hay thay đổi hay sao vậy? Từ Mỹ về tới đây á, thấy được mấy cái áo cưới bên nước ngoài thì lại đòi đuổi, rồi còn đòi chuyển sang tổ chức ở ngoài trời này nọ nữa. Nè, cô Miu này nè, cái gì cũng không biết, cái gì cũng được rồi, được rồi. Cô coi tôi phải giải quyết sao đi. Được, lần sau tôi sẽ chỉ dạy cổ tốt hơn. Có người giả làm ếch đó thì vô cùng vui vẻ. Khổ cho tôi là phải dọn dẹp cả núi việc đó. Ếch? Con gái quý báu của cô đó, nói cô trên Facebook kìa, ai cũng biết hết trơn rồi. Xin lỗi, rất xin lỗi. Không sao, nếu đã hứa với người ta thì cố gắng làm cho xong luôn. Cùng lắm mọi người vất vả một chút. Được, tôi sẽ theo sát lại. Tôi đi uống nước. Diana, nếu lần sau cô muốn đi chơi với con gái của mình thì cô cứ nói thẳng ra. Hôm qua cô Miu cũng tội lắm đó. Được, lập tức giải quyết vụ này. Còn nữa nha. Nếu như có thể kêu con gái cô xóa hết mấy tấm hình ếch đi, mất công khách thấy thì không tốt. Xin lỗi. Diana, xin lỗi là tôi không nhanh nhẹn mới bị cô Tiền làm tới. Hại cô bị chị May trách. Không phải lỗi của cô, cũng tại tôi không tốt, giả bệnh để về sớm. Thiệt ra tại sao cô không khóa nít của chị May và bà Quang lại, nếu như họ đâu có thấy gì? Khóa nít của họ lại, làm vậy có được không? Không lẽ cô muốn ai cũng biết gì của mình hay sao? Cái này gọi là tình thế ép buộc. Cho nên phải khóa nít. Nè 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 nè, có người nói thật sự có con tắc kè lớn như vậy nhảy dưới đường hả? Con này rõ ràng là con ếch mà bà cú. Nhà chị dâu á, mặt y như là con tắc kè chứ. Nè nè nè, coi cái tấm hình bò điên này nè. Chỗ này á, có người bình luận nói chị dâu á là con bò mẹ quay nhất kìa. Trời, hình tượng hiền lương thục đức của má bị phá hủy hết trơn rồi. Cái đó mới chính là trọng điểm mà. Mấy đứa có cảm thấy làm như vậy có hơi quá đáng hay không? Không,
Con chỉ muốn chị dâu cảm nhận một chút cảm giác bị người ta xâm chiếm không gian xã giao. Đúng vậy. Cường. Ba. Thôi đừng coi hình nữa, xóa bỏ hết đi. Tại sao vậy? Vậy chưa biết má có coi mấy cái bình luận đó chưa? Má con gì muốn đi chơi với con mà giả bệnh đi về sớm. Mấy tấm hình này của con là má lộ hết rồi. Cũng đâu liên quan tới con, là do má nói dối chứ bộ. Bà đâu có nói là má con đúng. Nhưng mà chuyện này bắt đầu cũng là vì con. Má con đã học được một bài học lớn rồi. Nên bây giờ có thể dừng lại được chưa hả? Chào, về tới rồi. Con dâu. Wow, đang nói chuyện gì vậy? Không gì. Má. Cái Facebook đó. Đúng, con nhớ khóa tài khoản giùm má. Hả? Nghĩ tới nghĩ lui, má thấy mấy cái thứ đó không hợp với má. Nè, ăn cơm xong thì xóa liền cho má. Dạ. Khoan đã, cả nhà cùng nhau chụp một tấm hình nha. Nè nè nè, đừng có chụp, đừng có chụp má. Hãy subscribe.